Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker và mình là người lạ. Đây là một cái đôi giày mà mình đã mua từ 900 triệu năm trước rồi và bây giờ mới để ý rằng là mình chưa làm đôi giày này và cần thiết phải làm. Đây là một đôi giày tới từ Adidas Original và mình lại mua một cái màu gọi là màu Triple Black, là ba sắc thái màu đen. Đôi giày này là một trong bộ ba đôi giày EQT được Adidas phát hành vào dịp cuối năm ngoái, là cuối năm 2017, cái dịp Black Friday, thứ sáu đen tối ấy. Chính vì thứ sáu đen tối cho nên là bộ ba đó là bộ ba chiếc EQT mà nó đen tuyền, đen và nó có ba sắc thái màu đen gọi là Triple Black ấy. Thì nó gồm có đôi này này là đôi 9117. Nó gồm có một đôi 9317 là đôi EQT Boost mà cũng là Triple Black mà mình cũng đã làm trên kênh rồi. Với lại một đôi nữa là một đôi 9116 hay sao nếu mình nhớ không nhầm. Cái đôi EQT phiên bản đầu tiên mà chúng ta biết ấy, phiên bản đầu tiên được retro ấy, thì nó đó là cái đôi mà ba đôi đều là Triple Black màu đen. Mình cũng định mua cái đôi EQT 9116 đấy rồi. Nhưng mà cảm giác đi của nó hơi chán cho nên là mình đã không đi nữa. Sau một lần trò thử chân vào mình quyết định không mua nữa tại vì cái phần đằng sau này nó rất là cứng và ngoài ra thì đi cái phần lưỡi gà của nó cũng cứng không kém. Do vậy là mình đã mua hai trong ba đôi giày đó, đó là đôi EQT Boost Triple Black và đôi này. Đôi này là EQT 9117 và nó có tên đó là EQT Cushion ADV. Rồi, ADV tên hơi khó đọc. Cái Cushion đó nếu mà dịch ra thì nó là gối. Thì cái đôi giày này đúng như cái tên thì người ta có thể cho rằng cái cảm giác của nó đi hàng ngày là rất thoải mái, đi hàng ngày thôi. Đôi giày này thì không chạy được mà cũng không kiểu chơi thể thao gì nó rõ ràng lắm được. Đôi giày này thì vẫn được thiết kế bởi Nick Galway, là phó chủ tịch cấp cao thiết kế toàn cầu của Adidas Original, là người thiết kế kiểu mấy cái mẫu EQT những năm gần đây hay là mấy cái mẫu kiểu NMD vân vân kiểu thế. Và đôi giày này thì mình mua khá lâu rồi, mãi hôm nay mình mới đi. Cái đôi giày mình chọn ấy, thì lý do mình chọn đó là thứ nhất là giá nó rẻ này. Thứ hai đó là nó có màu Triple Black và mình thích những đôi giày Triple Black từ Adidas tại vì nó không quá đen, không đen tuyền. Và cái phần upper này thì nó có một vài mảng màu xám mà lát nữa mình sẽ mô tả sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào một cái đôi giày mà mình ấy, ban đầu nhìn nó rất là giống với lại NMD tại vì nó có hai cái block ở đây này, có hai cục ở đây này. Thấy không? Hai đôi giày đó thì cùng nhà thiết kế thật và ban đầu nhìn thì khá giống nhưng mà sau khi mà mua cái phiên bản màu đen này thì nó chìm vào không giống lắm. Về hộp của đôi giày mình đang có thì nó là một cái hộp xanh với ba sọc trắng bên trên này, rất cơ bản tới từ Adidas Original và thông số thì nó nằm ở phía này. Chúng ta sẽ có tên nó đó là EQT Cushion ADV và đây là đôi giày size nam, không có váy ở đây. Mình đã chọn true size, có nghĩa là bình thường mình đi 8US thì đôi này cũng vậy, đó là 41 1 phần 3 với 26cm. Đối với cái việc chọn size của đôi 9117 này thì mình nghĩ các bạn chọn true size đối với chân bình thường. Còn chân bé múp thì tùy xem bé múp mức độ nào mà cộng thêm ít nhất nửa size. Đôi này có mã sẽ là BI9507 và nó làm tại Trung Quốc. Màu sắc ở đây, clear black vân 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 vân. Đó kiểu kiểu thế. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đây là đôi giày mà mình nhìn thấy là hình dáng thiết kế của nó giống như các bạn đã nghe mình nói đầu video ấy. Đó là nó khá giống với lại NMD tại vì nó có hai cái cục ở đây. Nhưng mà đó là với phiên bản mà cục nó nổi màu cơ, ở phiên bản này thì nó chìm đi. Nói chung là nhìn cũng khá là đẹp và ngầu chứ đúng không? Đó. Chúng ta sẽ có hai cái tag ở đây, một cái tag tới từ Autoline tại vì đây là cái lót giày từ Autoline màu xanh bên trong này, với một tag chữ Nhật nữa, có lẽ là đây là giày từ thị trường Nhật. Rồi, đây là bên chân phải. Đó, rất là đen luôn. Ok, dây gói thì không có gì đặc biệt cả, ba lá như thế này. Nếu mà các bạn không thích màu đen ấy, thì đôi giày này có rất nhiều phối màu mà theo mình là cực kỳ đẹp. Ví dụ như là có phiên bản cũng đen nhưng mà nó là màu kiểu họa tiết tricolor ba màu sắc, hoặc là một số phiên bản màu sáng rất đẹp, màu xanh nữa, vân vân. Nhưng mà mình đã chọn phiên bản màu này tại vì nó trầm trầm, nó tối, đi nó cũng không kiểu dễ bị bẩn giống như các màu sáng, vân vân. Nói về đôi giày Cushion ADV này ấy, thì như mình đã nói đó là Cushion có thể dịch là gối, tạo cho chúng ta cảm giác là đi êm trên một cái gối. Thực ra nếu mà nói về êm ấy, thì chúng ta phải nghĩ đến vật liệu Boost của Adidas. Đấy là đang tính riêng Adidas nhé. Nhưng mà đối với lại cái đôi giày này thì đế của nó vẫn là đế EVA, vẫn là đế kiểu chất liệu EVA bình thường. Đây các bạn nhìn thấy cái khoảng giữa này này, mình ấn tay vào được thấy không? Thấy không? Mình ấn vào được.
Đó, thì bây giờ mình sẽ mô tả trước về bộ đế. Đầu tiên là bên ngoài. Bên ngoài này thì chúng ta sẽ có phần cao su khá là cứng. À đây nhá, mình nói trước nhá. Thì đó là cái phần đế giữa này là đế EVA mềm, kiểu mềm ấn vào tay vào được, thấy không? Mềm ấn tay vào được. Nhưng mà cái đế ngoài thì nó lại là cao su cứng. Cao su đó thì nó là gồm hai cái cục này. Cái cục này cứng nhá, cứng không, gần như không ấn vào được luôn. Hai cục này, chỉ có phần giữa này, chỉ phần giữa này là nó êm thôi, hơi êm một chút thôi, còn cái phần hai cục này nó cứng. Kéo theo cả cái phần đế ngoài này nó cực kỳ cứng. Cao su này nó cứng khiến cho là phần đế ngoài này độ bền nó sẽ cao, ma sát rất là tốt, tại vì có những cái rãnh kiểu dạng xương cá như này. Và nó sẽ vừa có ma sát tốt vừa có độ bền cao. Chúng ta sẽ có, không hiểu sao lại đục nó đúng một cái rãnh ở giữa, thêm một cái ô tròn, đúng một ô tròn rồi lại còn làm gờ nổi lên như này. Không hiểu để làm gì. Và chỗ này chúng ta sẽ có dòng chữ là tên giày Equipment và Adidas 3 lá ADV gạch 9117. 91 là năm mà những đôi EQT đầu tiên nó được giới thiệu ấy. Còn 17 là năm mà đôi này retro làm mới. Và đây, như mình đã mô tả thì chúng ta sẽ có hai cục cao su ở đây. Và đế giữa là đế EVA tương đối mềm, mềm hơn là đế ngoài nhiều. Và cái biểu tượng 3 sọc nổi ở phía này. Chỗ này thì cũng tương đối là mềm. Bên này thì chúng ta cũng sẽ có 3 sọc như vậy, nhưng mà chỉ có một cục ở phía này thôi. Đó, một cục như vậy. Và cũng được, cũng khá là mềm. Đi thì cũng tương đối là thoải mái. Đó là toàn bộ về đế. Về những cái bên trên của nó ấy, thì các bạn có thể thấy được luôn, đó là chúng ta sẽ có hai cái phần nhựa TPU ở hai bên. Đây một cái này và đây một cái, vừa cố định form giày mà lại vừa kiểu giữ form, giữ khung, kiểu hỗ trợ ở chân sau nữa. Và bên trong nó, bên trong cái lớp nhựa TPU này là một cái lớp mà mình nhìn nó giống như da lộn, vừa giống da lộn mà lại vừa giống kiểu da nubuck, kiểu kiểu vậy. Và đây như các bạn thấy, đó, nó là một lớp da, chẳng qua là mình không rõ là nó là kiểu da lộn hay là da nubuck thôi. Rồi, và như vậy là mình đã mô tả qua phần đế cũng như phần này. Cái đôi giày này thì giống như Adidas mô tả thì nó có tạo cho một chút xu hướng kiểu trang kim một chút, có nghĩa là bộ đế nó hơi dày một chút, tạo xu hướng thôi chứ còn không, nó không thực sự dày. Và cái phần vải dệt ở bên trên này của nó thì nó dệt giống như là cái đôi 9317, cái đôi EQT Boost là dệt theo cái kiểu nó giống cái họa tiết gọi là glitch camo, hay là chúng ta hay nói kiểu là những họa tiết này giống kiểu họa tiết 8 bit ấy, như kiểu những ô pixel, những ô vuông ấy, kiểu kiểu như thế. Và sẽ có những phần màu đen và màu xám, sẽ có những cái đường nhấn ở đây, còn mình không hiểu lắm cái đường nhấn này làm gì hay chỉ để trang trí thôi. Đó, có như vậy. Mũi được hành lên một chút như thế này. Về hệ thống buộc dây và lưỡi gà thì đây là một cái lưỡi gà rời có dòng chữ giống hệt dưới đế Adidas ADV 9117. Lưỡi gà rời nhưng mà nó lại kiểu là bên trong nó có một cái miếng để giữ cho lưỡi gà thẳng cao, các bạn thấy không? Thì đó là một cái miếng kiểu miếng chun như thế này. Đó, một cái miếng chun, các bạn thấy không? Một cái miếng chun này nó sẽ tạo cảm giác khá là ổn, tại vì ví dụ nó không thực sự là có giãn lắm, nhưng mà bên trong này nó là một cái lớp, đây các bạn nhìn lớp cái vải này nó trơn trơn. Và cái vải này áp vào da thì cho cảm giác khá là được, giống như là cảm giác đi của mấy đôi POD S3.1 vậy. Và hệ thống buộc dây nó vẫn như vậy thôi, có những cái phần kết nhựa hai bên nhựa TPU như này. Chúng ta buộc qua, có cái đây là cái giống kiểu lace lock bằng da EQT bóng như vậy. Và cái phía mà bên cạnh này chúng ta lại có ba cái miếng, đây là ba miếng vải biểu trưng cho ba sọc, và có những đường chỉ phản quang ở bên trên này, buổi tối phản quang khá là đẹp đó. Và bên trong này thì hầu như không có gì, những chỗ mà tiếp xúc trực tiếp với lại kiểu da hoặc là chân ấy, thì nó có cái khoảng này vải khá là thích, vải cái khoảng này. Ngoài ra thì đúng theo cái tính chất đó là cushion ấy, thì chúng ta sẽ có phần đệm hai bên này khá là êm. Đây, những phần đệm này rất êm, phần đệm đây cũng tương đối dày, các bạn thấy không? Tương đối dày. Và cái lót giày thì như bạn thấy là lót giày vẫn là lót giày tương tự thôn line, và nó màu xanh. Nó cũng được dán dưới đấy khá chắc, mình sẽ không dại mình lột ra giống như là đôi 9317 nữa, tại vì lột ra đưa vào rất là khó, tại vì nó có keo. Cuối cùng là về con tem thì nó sẽ nằm ở phía bên má ngoài của chân. Và như bạn thấy đôi giày này làm tại Trung Quốc và size số các thứ như thế này. Đó, cái vải dệt của đôi giày này là một cái loại vải dệt mà cho cái mức độ co giãn không cao lắm, nó không co giãn như là kiểu prime knit ở trên những đôi R1, R2, NMD, mà vải dệt của nó này thì nó có điểm tựa là tương đối tốt, không co giãn nhiều. Vải này khá giống với cái vải ở trên cái đôi 9317 mà mình đã từng làm rồi,